Ok, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình nhá. Thì trong video hôm nay mình tiếp tục làm một cái đội hình, có tính chất là thí nghiệm một chút trong cái series liên quan đến con Sabo một chút, đúng không? Thì ở đây hiện tại mình sẽ thử chút con xe Roku. Bây giờ mình chuyển sinh nốt lần 170 đi. Hiện tại mình đang cấp 174 cho nên cấp 175, đúng không? Mình chuyển sinh lên cấp này hết cỡ, bây giờ sẽ chuyển rút cái thân mật sang một tí đã. Mình sẽ chuyển từ Rayleigh sang xe Roku nhé. Thì đây mình lấy ý tưởng dựa trên số con ma công đang có thôi. Mình cố gắng sẽ tìm một con ma công nào đó xem nó hợp nhất với ấy thôi. Nói chung mình đã thử khá nhiều con, mình thử Robin, mình thử con A, thứ tinh tinh rồi. Nhưng mà quan trọng mình vẫn chưa con nào ưng ý lắm. Nên ra mình đang muốn thử thêm một chút xe Roku xem liệu có ưng ý hay không. Mình sẽ chuyển một chút cho nó mắc thân mật hơn một chút nhé. Ok, vậy là mắc đúng không? Giờ sẽ quay một chút xem lại một chút kỹ năng của Seroku nhé. Nói chung ở đây mình với kỳ vọng rằng Seroku nó sẽ kiểu là nó sẽ nộ được, đánh đánh kiểu nộ luôn. Ở đây hiện tại có Seroku ở đây thì bạn có thể thấy một điều như sau. Ở đây Seroku đây. Đâu nhỉ? Ở đây đây đúng không? Nói chung Seroku đây về cái mặt ảo mật nói hiện tại mình đang để cộng 9 à. Hiện tại mình không có đủ cái để nâng lên cộng 10, hiện tại thời để cộng 9 thôi nhé. Vẫn lộng 9 như lần trước thôi. Thì con này là cái đặc điểm đây là bạn thấy là hai đợt đầu miễn dịch tuyệt chiêu, bài ứng hóa đá, đóng băng, đốt cháy, mê hoặc, choáng, hỗn loạn, độc. Thế ở đây mà để ý đầu tiên là miễn dịch tuyệt chiêu, mình không cần dùng lá chắn đúng không? Tiếp theo ở đây là mình sẽ giờ sát thương chủ lực là con tuyệt chiêu, nó có cơ hội sống nó cao hơn chút. Tiếp theo là miễn dịch đóng băng này thì không sợ cháy lôi thuẫn. Tiếp theo là miễn dịch đốt cháy thì không phải sợ cháy neko. Miễn dịch mê hoặc thì không, không, không mê hoặc thì lại không sợ mê hoặc thì lại không sợ con đấy nhỉ? Con không 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 sợ cái trái ảo ảnh đúng không? Tiếp theo là miễn dịch hỗn loạn không không sợ trái ấy. Hỗn loạn thì lại không sợ cái trái ôn dịch, và miễn dịch độc thì lại không sợ trái lưỡi dao dài đúng không? Như vậy con này nó người như miễn dịch cả choáng không sợ, con không sợ kiểu người ta chơi kiểu lo gây choáng theo kiểu kích Sabo ấy đúng không? Hay một số khác gây choáng không? Như vậy mình thấy con này nó miễn dịch nó khá là hay đúng không? Về mặt miễn dịch nó khá là hay. Mà đợt trước mình test khi đánh một mình nó không không có nào hỗ trợ quá nhiều về ma công ấy thì nó hơi yếu. Như này mình sẽ kỳ vọng một chút là khi có cái con Sabo hỗ trợ kích cái ma công của con Seroku lên, mình cũng sẽ kỳ vọng một chút Seroku một chút. Ra mình sẽ thử đội hình như thế không? Mà trái ác quỷ xem có gì ấn tượng nhé. Trái ác quỷ ở đây có gì ấn tượng nhỉ? Ở đây là cơ bản là tấn công thường có xác suất là 20% khiến mục tiêu bị trầm mặc hoặc cấm tích nộ, cũng tạm được, cũng tạm được, không ấn tượng lắm. Ở đây là kỹ năng nộ của nó có gì? Kỹ năng nộ ở đây bạn thấy là nó có 3 lần tấn công toàn bộ mục tiêu, 3 lần nên chung cái cơ hội xoáy sẽ cao lên một chút thôi. Có nhiều sát thương thì chung cái cơ hội gây sát thương càng cao một chút thôi. Lần một sát thương toàn bộ mục tiêu, lần hai thêm một lần sát thương bằng 2% ma công bỏ qua ma phòng. Đúng không? Nhưng tuy nhiên khi việc kích ma công lên thì mình sẽ kỳ vọng nó sát thương lớn hơn một chút. Tiếp theo lần xác suất 40% giảm đam vật lý không? Thế có thể xác suất khắc chế vật lý một chút. Lần 3 thì thêm một lần sát thương 2% ma công bỏ qua ma phòng tiếp lại xoáy tiếp và thêm 40% giảm sát thương ma công một chút không? Ở đây là hiệu quả duy trì trong 2 lượt không? Và sẽ hồi 35 nộ, mình sẽ kỳ vọng một chút chỗ này nhé. Thì đây mình sẽ thay đồ con bên con lo sang, mình thay đồ con lo sang. Thì sẽ hy sinh tặng con lo một chút. Thì giờ mình không có nào để hy sinh nữa, mình hy sinh tặng con lo một chút. Mình sẽ trang bị nó con tinh linh trang bị con cùi cùi, trang bị con berry berry đâu cũng được. Mình chỉ kỳ vọng một chút xem đánh đấm thế nào thôi. Cũng như mình sẽ trang bị một chút bên con lo tí. Ở đây là con lo mình đang cái gì nhỉ? Ở đây lo mình đang chơi con gì đây? Lo mình đang chơi chi thức lưỡi dao dài, để đeo cái này sang một tí để hỗ trợ kích nộ lên một chút thôi. Kích nộ lên một chút. Cũng như là mình dùng cái trái này, mình dùng cái thời trang này sang. Cũng nói chung là mấy trận hình này mình rất là test thử, có thể sẽ thua đậm chẳng hạn, thì cứ thử thôi. Đấy một ô chép quỷ dùng đúng không? Thì giờ nếu mình giả sử mình dùng con Chopper đánh đầu 35 nộ với Ready nộ 40 nộ cộng với trái, hiện tại con này đang có trái này đang bao nhiêu nộ nhỉ? Trái con này hiện tại đang rơi vào đây là tầm ở đây đang tầm bao nhiêu nhỉ? 41 nộ. Như vậy là thừa nộ, thừa nộ. Và nếu thêm Sabo nữa thì quá thừa, thì quá nhiều nộ. Như vậy có thể mình sẽ để con Sabo đánh trước để kích đi một tí không? Mình có thể thay con này đứng sau một tí đứng được. Và mình dùng lưỡi dao dài, nếu con main mình sống được cái gây hiệu ứng trúng độc ấy. Mình đang chơi con main chơi kỹ năng ở đây là địa ngục hư vô, xác suất là gây, nếu mà đánh được, nếu mà thực sự ra đòn được ấy, sẽ được 100% gây trúng độc trong 2 lượt. Mà quan trọng nhất là cái kỹ năng này chỉ tác dụng khi con main nó sống thôi, mà thường con main sẽ chết nhé. Thế ra mình không kỳ vọng nhiều. Tiếp tục ở đây nữa, ở đây là mình sẽ thay nó vào vị trí của con lo nhé. Thay vị trí con lo. Ở đây hiện tại mình sẽ không biết đã hồi sinh được con này nhỉ. Với đội hình này chắc chắn mình sẽ hồi sinh con Rayleigh đầu tiên rồi. Thì Chopper sẽ hồi sinh Rayleigh. Còn bây giờ Rayleigh nó có hồi sinh được con Seroku không? Mình xem qua tí máu nó chút xem có cơ hội không nhỉ? Ở đây con Seroku ở đây hiện tại mình đang tầm bao nhiêu máu ra? Đang tầm 137 mấy, 137 mấy. Con Rayleigh đang tầm bao nhiêu nhỉ? Rayleigh đang tầm 13 bao nhiêu? Nó vẫn hơn hơn Rayleigh một chút đâu, hơn Rayleigh một chút rồi. Tiếp tục ở đây con Main đang khoảng tầm 16 mấy không lo không? Như vậy có thể tỷ lệ rất cao, Sabo đang ở 17 mấy, nói chung là tỷ lệ cao sẽ hồi sinh đúng đấy. Nếu như máu không hiện ảo một chút là sẽ hồi sinh đúng không? Như vậy mình sẽ chơi đội hình ở đây là Chopper kích nộ cho Reino, Reino kích tiếp cho Sabo, Sabo không cần kích vẫn nộ rồi, mà chủ yếu là kích làm sao cho con này nó tấn công một chút thôi, thì vẫn kỳ vọng một chút xem là liệu đánh đấm thế nào không? Bây giờ đánh thử thực tế cho mọi người xem nhé.
Thế chỉ là kỳ vọng thôi, bây giờ đánh thực tế mọi người xem này. Đầu tiên có thể đánh bạn Ly một chút thôi, đánh bạn Ly một chút nhé. Chưa tiện mấy bạn nào mạnh mạnh thấy mình sẽ đánh test mọi người xem thôi. Cũng muốn thử xem Seroku đánh đấm thế nào. Còn quan trọng nhất mình cũng quan tâm điều Seroku có sống được cái lúc mà ra đòn không. Mình sợ nhiều khi chết sớm, mình ra xem tí xem thế nào đó. Nói chung là mình lên khá nhiều tướng, mình muốn test một số tướng kết hợp với nhau một chút thôi. Cũng không kỳ vọng quá nhiều sẽ mạnh đâu. Mình cũng muốn xem thử tí xem đánh đấm thế nào. Vì nó miễn dịch tuyệt chiêu, bạn thấy đầu tiên là nó chỉ dính một lần xoáy duy nhất của đấy không? Miễn dịch tuyệt chiêu, miễn dịch đốt cháy. Thì ra chỉ dính một lần duy nhất xoáy của Ready thôi. Nếu không miễn dịch đốt cháy bị xoáy thêm rất nhiều lần. Cũng như không miễn được tuyệt chiêu thì mất thêm rất nhiều sát thương không? Nhưng vì nó miễn dịch chút nên bạn thấy là Seroku nó dễ dàng sống hơn một chút. Còn bây giờ nói chung mình sẽ chờ đợi tiếp xem là liệu vấn đề tiếp theo như thế nào đó. Và bạn thấy ở đây là sau khi được ấy xong, bạn thấy là cái lượng nộ của Seroku rất là nhiều nên cái khiên của Sabo ấy nó sẽ rơi vào Seroku. Thế lúc đấy là giả sử Seroku có dính hiệu ứng gì đó thì cũng sẽ được miễn dịch nhé. Mà đây thực ra mình nghĩ là những hiệu ứng hay dính nhất thì giờ Seroku miễn dịch hết rồi ấy. Thì vấn đề của nó chủ yếu là xem sát thương đánh đấm thế nào thôi, chứ cũng không nặng nề vấn đề. À thế nãy giờ đánh chưa nhỉ? Mình không để ý lắm. Nãy giờ đánh chưa ta? Đánh rồi không nhỉ? Đánh rồi mà cũng đã đánh mạnh thế à? Nãy giờ mình quên không nhìn. Vì nãy giờ mình cứ mãi nhìn trên bên Facebook một tí, mình không để ý lắm. Nhưng có vẻ mạnh nhỉ, nếu mà đánh được như thế là mạnh đấy. Thì mình không chưa nhìn rõ lắm, mình đánh thêm một số lần nhé. Mình thấy có vẻ thắng khá áp đảo nhỉ, có vẻ khá áp đảo nhỉ. Để phát này nộ tiếp này. Úi giời, đánh đau phết nhỉ. Ok, cứ vẻ mạnh đấy, có vẻ mạnh không? Mình thấy có vẻ mạnh không? Ok, mình nghĩ là Seroku được đấy, mình nghĩ là Seroku được Sabo kích lên ngon đấy. Ngon đấy, có vẻ ngon không? Tiếp tục mình sẽ đánh thử bạn trong này nhé. Đánh thử bạn kiếm mình, nãy mình test con A, mình quay video trước test con A thua rất nhiều. Đánh thử bạn kiếm mình xem sao nhé. Xem Seroku liệu có làm cái kỳ tích không. Nói chung thì Seroku hiện tại mình nói nhấn mạnh các bạn là phải có con Sabo hỗ trợ nhé. Không có Sabo hỗ trợ nó xoáy rất là thấp. Nó xoáy chỉ 20%, nó thấp hơn Robi rất nhiều không. Thì nói chung ở đây là nói chung ở đây hiện tại đây mình đánh đây là đánh với tinh thần ở đây là đánh có Sabo hỗ trợ. Không có Sabo hỗ trợ không tác dụng gì đâu. Nên bạn để ý là vì sao mình để nó tận slot 5 cơ. Tại vì giờ mình đang kỳ vọng này. Tối thiểu phải để slot 4 để sao cho Sabo đánh trước. Thế Sabo chưa đánh thì sự không tác dụng gì. Mình tiếp tục mình đánh test một số bạn nữa xem thế nào nhé. Tại vì con Sabo kích thêm ma công thì có thể kỳ vọng xoáy nhiều hơn, mà con này nó gây xoáy cũng nhiều thì muốn thử một chút đúng không? Nếu mà mạnh thì nó giữ chơi luôn, nó yếu quá thì thôi, mà nếu mà mạnh thì giữ chơi luôn thôi. Chuẩn bị xem cô tấn công tiếp này. Và đây mình trên tinh thần nữa là giả sử nếu con main nó nộ được ấy thì nó sẽ gây trúng độc với thêm xoáy ở lưỡi dao dài, vì làm cho bị nó cháy lưỡi dao dài. Còn nếu còn giữ con main nó chết thì Seroku được đánh sớm cũng khá là lợi không. Nói chung là đang xem tiếp tình hình thế nào đấy. À bạn này cũng có lượng máu khá là cao, bạn này để con Ray đi đến tận 42 triệu máu nhé. Thì ra sao là thấy là nó cũng khá trâu bò sức đòn đánh của Seroku nhé. Tất cả là máu nó nhiều thôi. Ở đây mình đang hồi sinh đúng Seroku không? Để chờ xem Seroku nộ phát nữa xem sao nhé. Nói chung mình nghĩ là Seroku đánh kiểu này khá là mạnh đấy, tương đối mạnh đấy. Mình thấy có vẻ Seroku đánh ổn đúng không? Seroku đánh ổn, mặc dù đánh tận slot 5 nhưng có vẻ ổn đấy. Mình nghĩ là ổn đấy, thì nó miễn dịch rất nhiều thứ luôn. Miễn dịch rất nhiều, mà nó miễn dịch quá nhiều thứ luôn. Rồi đây là đánh bạn phong thủy hiện tại, mình đợt này bạn đang kiểu để mua con main không thì mình cũng test nhé. Thì để mua con main không thì chả đánh 100% thắng rồi. Mình kiếm một số bạn khác đánh, ví dụ mình đánh thêm một số bạn nhỉ. À, đi tìm bạn ACY đánh thử phát cho sao nhé. Ở đây không chưa thấy, mình sẽ làm mới chút gì nhé. Chứ ở đây mình chỉ đánh test thôi, nhưng mình cũng chả biết gặp bạn nào đâu. Đây có ACY, đánh thử bạn ACY một chút xem sao nhé. Nói chung mình rất ấn tượng cái quả đánh vừa rồi của con Seroku đấy. Nói chung mình rất kỳ vọng Sengoku sẽ làm được điều gì đó kỳ diệu. Rồi hiện tại có vẻ đang khá là kỳ diệu, mình sẽ đọ xem con Robin xoáy với con Seroku xoáy con nào ghê hơn. Để xem liệu con Robin nó có thể quật con Seroku mình kinh khủng không. Thì chắc chắn là sao con Robin đánh không thua kém thì Seroku đâu. Và về lý thuyết là cái phần trăm xoáy của Robin nó cao hơn của Seroku nhé. Thì khi được kích ma công thì chắc chắn là Robin xoáy có thể cao hơn cả Seroku nữa. Nếu mà Seroku lợi thế thì nó xoáy nhiều lần hơn Robin thôi, thì kiểu vậy thôi. Con main bị một cái áo cái này dính hiệu ứng thì con main nó sẽ gây ra trúng độc này, con này thêm cả trúng độc này, thì ra Seroku xoáy cực kỳ nhiều đấy, thì nó sẽ xoáy thêm cả con Sabo nữa. Thì vì con mình đang đeo cháy lưỡi dao dài mà, và main mình đang chơi kỹ năng địa ngục hư vô nhé, nhấn mạnh đang chơi địa ngục hư vô. À nhưng phát này như dính phải cái ấy là dính phải cái chỗ xóa bỏ hết hiệu ứng ấy. Dính phải cái biểu tượng giảm hết sát thương cái sao thấy đánh khá là yếu, đánh khá là yếu.
Thì cái này như là bị Osabo địch nó tấn công, nãy không để ý lắm, có lẽ bị dính rồi. Nói chung là rất nhiều hiệu ứng, nhiều khi mình không nhìn hết được nhé. Đây cái hiệu ứng nó nhiều, bình thường hay cái kiếm này, hai cái kiếm này nó đánh là sẽ làm mất hết sát thương ấy. Thì không biết nó sẽ vô dính hay không mà đánh xoay xoay nó rất yếu đấy. Nhưng không sao, mình vẫn khá lợi thế thôi. Nói chung mình thấy đội hình có Seroku chơi ổn đấy, có vẻ chơi ổn đấy. Là trong mấy đội hình mình đang thí nghiệm mới, có vẻ Seroku có vẻ còn ổn nhất, hiện tại có thể kết hợp cùng. Nói chung chỉ là sao nó đừng có dính cái xóa đam của con Sabo là ổn không? Nên nhiều khi Sabo nó cho phát xóa đam thì vỡ mặt. Nói chung là được đấy, Seroku có vẻ được, có lẽ mình sẽ để đội hình chơi lâu lâu một tí. Thì các bạn thấy có vẻ ổn đấy. Các bạn thấy là có một tướng như ở Seroku ấy đánh thường rất là vô dụng, nhưng mà khi kết hợp với con Sabo thì trở nên rất là mạnh. Chứ còn không phải lúc nào cũng mạnh như vậy đâu. Thì đánh tiếp bạn Lee phát nữa nhé, nhưng mình sẽ mua thêm lượt đánh test thôi. Nó nhiều khi nó rất là yếu khi đánh một mình, nhưng khi kết hợp đúng tướng thì trở nên cực kỳ mạnh. Thế ra nói chung là nãy giờ đánh chưa thua phát nào, mình đang chờ xem đánh nhiều hơn nữa thì sao. Thì thấy nó miễn gì gần như tất cả hiệu ứng bất lợi ấy. Thế thì mình có thể kỳ vọng rất là cao. Cho con main rất khó sống, con main mình phải sống được ở sát thương kinh nữa. Còn các bạn con main nó khó sống lắm. Tại vì hiểu bây giờ giả sử cái đồ phổ ấy, nó chỉ hỗ trợ sát thương bình thường thôi, chỉ có giới hạn máu của sát thương bình thường thôi. Còn bây giờ nó xoáy nó vẫn to, nó vẫn xoáy rất nhiều lần thì các bạn main vẫn chết rồi. Thì ra mình không lên đồ phổ sớm. Mặc dù mình đã có ý định lên đồ phổ nhưng mình vẫn chưa lên sớm. Thì các bạn là bây giờ lên sớm mình thấy không giải quyết được vấn đề. Ok, thế là sát thương cực kỳ lớn không? Chỉ những bạn nào ready cực kỳ nhiều máu để chống đỡ được con Sengoku thôi. Với những bạn nào máu tầm trung trung một chút ấy là cơ bản là sẽ đánh rất là bị đánh rất đau. Đâu, máu này cũng nhiều, nhưng máu này cũng đâu có ít đâu nhỉ? Tức là Sengoku đánh cực kỳ đau không? Cực kỳ đau đấy. Và tất nhiên đánh có thể sát suất có thể bị thua, vẫn có sát suất có thể bị thua. Nhưng tuy nhiên là cái sát thương rất là lớn thôi. Đặc biệt ấn tượng nhất quả nó đánh con Ray Lee không? Khi nó giết được con chủ lực của địch, vì đa phần các bạn ấy chơi, đa phần mọi người chơi sẽ có con Ray Lee đánh rất là khỏe. Thì khi nó đánh con Ray Lee nó đau như thế thì rất là chất không? Đúng là chất Phật tổ, bây giờ thấy Phật tổ nó mạnh. Ngày xưa thấy Phật tổ yếu vãi, bây giờ Phật tổ mạnh kinh khủng luôn. Ô chết giờ, phát này vẫn thua, phát này vẫn thua rồi. Hỏng rồi, phát này hỏng rồi. Tức là lâu lâu thì thua phát, nhưng mà chung thấy tỷ lệ đánh thắng cao không? Tỷ lệ đánh thắng rất là cao. Tức thi thoảng vẫn thua nhưng mà cơ bản tỷ lệ đánh thắng rất là cao. Trong lúc mà chờ cái này nó loát thời gian mình đánh tiếp một phát nữa bên này, đánh test nhiều lần một chút nhé. Cái này mình bắt buộc phải mua lượt, Nói chung cực kỳ ấn tượng con Seroku ở đây đấy. Mình cứ tưởng tượng một điều, bây giờ giả sử mình không có Rayleigh ấy mà mình chơi thêm con Domingo ấy, mà mình hồi sinh con Seroku nhiều máu mình không biết nó kinh khủng thế nào. Tại vì giờ hiện tại mình đang không ấy, mình đang kiểu là cũng không có Domingo ở đây ấy. Tại vì giờ hiện tại bây giờ giả sử con Chopper nhá, Chopper hiện tại là 35 nộ nhá, cộng Sabo 35 nộ nhá, thì chỉ cần con Seroku lưỡi dao dài cộng 7 của mình là 41 nộ là đã thừa sức nộ rồi, mình không cần thiết phải thêm Rayleigh hỗ trợ nữa. Mình thấy đam rất là to rồi. Thế trường hợp này có thể đẩy con Seroku đánh sớm một tí không? Có thể đẩy Seroku đánh sớm một tí cũng được. Tại vì ra lượng nộ mình khá đủ. Hôm nãy mình vừa bị giảm nộ một chút, nhưng mà vì con Sabo đánh kích nộ thêm nên vẫn còn tổng nộ vẫn đủ không? Nhưng phát này bị giảm nộ tiếp không? Như vậy là có lẽ mình có thể thử trường hợp nữa, phát này có thể thua vì con này mất nộ quá nhiều. Nhưng có thể mình sẽ thử chút nữa, nếu để con Seroku này đánh sớm một tí thì sao không? Đánh sớm một tí bằng cách là cho Ready đánh thấp xuống một tí. Nhưng quan trọng là nếu mình để vị trí thì có thể sẽ ảnh hưởng vấn đề hồi sinh của mình nhé. Tức giả sử bây giờ mình để thế nào, tiện nhỉ? Giả sử nếu mà để Sabo đánh đầu, Sabo đánh đầu thì không đủ nộ luôn nhỉ? Có vẻ không đủ nộ luôn, nó hơi phiền nhỉ? Thế mình cho Seroku nộ sớm một tí xem nó khá được cái gì không? Nó kệ, để vậy cũng được.
Xe phát này xe cu nộ kinh không nhá. Khá là đau, đánh khá là đau. Phát này có thể thua, phát này có thể thua tiếp, nhưng mà quan trọng là cái sát thương khá là lớn ấy. Ok, phát này thua. Nói chung là hai phát liên tiếp thua, nhưng quan trọng là cái sát thương của Sendoku khá ấn tượng nhé. Tức là cái lúc nó thắng rất là đậm luôn ấy. Nên mình vẫn thử đẩy nó lên chút nhỉ. Đẩy lên chút nhưng mà đẩy làm sao rồi nhỉ. Nếu mà để Rayleigh xuống dưới cũng ảnh hưởng vấn đề hồi sinh nhỉ. Tại nếu lấy Chopper là mốc thì lại có thể mất cái hồi sinh của con Rayleigh. Thôi không sao, các em cứ đẩy xuống một tí đi, cứ đẩy xuống một tí đi. Tại vì nếu mà đẩy xuống vầy, cứ để mình đổi cái nguyên tố ra một tí, có thể nó khác một chút nhỉ. Nó bắt buộc để nó đánh sau một tí nhỉ. Để vầy hơi dở nhỉ, để vầy hơi dở một tí. Nếu để Ray đi xuống đánh cuối cùng này có kỳ quá không nhỉ. Nếu để vầy thì nói chung Ray, nếu Ray lấy Ray điểm mốc ấy, muốn hồi sinh cái này bây giờ tôi cái này về máu nó phải thấp nhất một chút thôi. Có thể đeo nó nguyên tố thủy kích chẳng hạn, đeo nó cái thủy kích chẳng hạn. Ông vẫn hơi kỳ, mình cảm giác vẫn để vậy vẫn hơi kỳ nhỉ. Ôi có lẽ mình để đội hình như cũ, đã thôi, mình chưa đổi vội đâu. Bây giờ đổi vội thấy nó hơi kỳ, mình chỉnh hồi sinh lại một chút ấy. Mà video chỉ test chơi, có lẽ mình để nguyên đội hình này đánh thêm một số lượt nữa thôi, đúng không? Thế mà mình chưa đổi vội nhé, Ok, tiếp tục mình đánh lại bạn Lee lần nữa nhé. Nói chung con mềm vẫn chết, mềm rất cực kỳ khó sống nhá. Con mềm cực kỳ khó sống nhá. Con mềm may ra đánh bạn ACY, bạn không chơi Rayleigh, may ra con mềm sống được đánh được phát. Còn đánh các bạn khác có vẻ là tỷ lệ cao con mềm sẽ chết sớm. Thì con Rayleigh xoáy rất là kinh. Trời, nhìn cái cú giật của Sengoku, Sengoku nó giật con Rayleigh nhìn sướng mắt nhỉ. Cảm giác nó giật cho một phát, thấy thích mắt phết. Có này bị hỗn loạn con Ready rồi. Trời ơi, bị hỗn loạn con Ready mới chán. Ở đây cái biểu tượng là biểu tượng giảm bớt sát thương của nó nhé. Giảm thủ khi phòng thủ của con Sengoku giúp nó sống trâu bò hơn không. Nói chung là vẫn thắng không. Đánh bạn ACY phát nữa nha, đánh bạn ACY cái cơ hội của main mình có thể nộ được nó cao hơn rất nhiều. Bây giờ bắt đầu trúng độc này, vẫn này xem này. Anh mình như lại dính phải ghế này, lại bị dính phải cái xóa hết sát thương không. Đen thì cái lúc nào con Sengoku nó được trúng độc nhé. Con main nó có thể trúng độc phát là con Sengoku bị dính cái cấm sát thương. Bị con Sabo khử hết sát thương mới mệt chứ. Nhiều khi nó phiền hà chỗ đấy, rất là phiền hà chỗ đấy luôn. Em mình vẫn chưa thực sự xem là khi nó xoáy thêm lưỡi dao dài nó kinh như thế nào. Đến bây giờ xem xoáy bình thường chứ giờ xem xoáy kia ở lưỡi dao dài nữa.
Chứ phát này chắc là win thôi, phát này đội hình nó vẫn còn trụ vững cái này chắc là win thôi. Để test thêm bài kiếm mình phát nữa nhé. Bây giờ bài kiếm mình giờ khá là mạnh rồi, mình có thể test thêm bài này nữa. Thì mình tìm những bạn nào mạnh mạnh mình test nhé, mình không test bạn yếu đâu, mình chỉ test các bạn mạnh mạnh thôi. Thì mấy bạn mạnh con Ray đánh rất là kinh cơ. Mấy bạn mạnh Ray đánh kinh khủng lắm. Ok, nói chung Seroku phát này được nhưng mà mình thấy Seroku phát này khá là ổn đúng không? Đánh thử bạn, ví dụ bạn Monster HP đánh thử tí nhé. Nhưng bây giờ thấy là cái tỷ lệ người có Sabo Ready kết hợp với nhau rất là nhiều. Thành ra trong độ khó cao là nhiều. Nói chung với các tướng mạnh thì cơ bản mọi người sẽ lên những con tướng mạnh thôi. Rất nhiều con tướng mạnh mọi người sẽ lên nhiều này. Cái chuyện nó đông một chút là chuyện hết sức bình thường nhé. Một tướng nó xuất hiện nhiều một chút là chuyện hết sức bình thường. Nên là cái độ khó nó cao rất nhiều. Cái này ra khi mình lên một con tướng mới thì không thể nào bất bại được ngay. Tại vì đơn giản bây giờ mình bất bại làm sao được khi người ta cũng có tướng đó. Phải có gì tăng cái tỷ lệ thắng lên một chút thôi. Chứ còn nói chung là bất bại bây giờ chắc là khó. Bây giờ chắc không ai có thể bất bại được. Đánh kiểu gì sẽ bị thua thôi. Thì qua ai tỷ lệ thắng người nào cao hơn thôi chứ còn bỏ bất bại không có nhé. Thì giờ nó rất nhiều thứ cộng dồn đây đánh rất là linh tinh luôn. Đánh cực kỳ khó luôn. Ok, chúng mình thấy là Seroku đánh ổn nhá. Ở đây mình cũng còn chưa mắc cái ảo vật của nó, chưa mắc cái thiên phú của nó, cũng như là mình chưa mở hết ô trái quỷ của nó. Mà đánh như thế này thì có vẻ ổn đấy, có vẻ cực kỳ ổn đúng không? Đánh thử bạn Virus một tí nhá. Cũng lại có Sabo tiếp không? Chứ bây giờ anh em Sabo cũng nhảm nhảm đúng không? Ở đây ví dụ đây các bạn này có chơi Sabo kết hợp Robin giống như bạn ACY không? Cũng xem thêm con Robin như thế nào không? Thế được Seroku mình phản công đúng không? Được Seroku phản công. Ô thôi mất nộ rồi. Giờ bị ăn quả ấy cay thế nên mất nộ. Bị ăn quả nhục chí không? Ăn quả nhục chí cay đấy nên mất nộ. Nhưng không sao, vẫn khá lợi thế, mình cũng khá lợi thế. Ok, win bình thường. Nói chung là trận hình này tỷ lệ win nó nhiều hơn đấy. Ở có lẽ trong video là tạm thời chắc là mình test 10 chút vậy thôi đúng không? Cái này cho người xem đội hình kết hợp giữa con Seroku kết hợp với con Sabo. Mình có lẽ là đội hình ổn nhất hiện tại, mình có thể kết hợp được các tướng hiện tại mình có thể kết hợp được, đội hình nó đem lại mình thành công cao nhất đúng không?
Tất nhiên mình sẽ qua nghĩ thêm số trận hình khác nữa, mà cả lát bây giờ cái này là ok nhất đấy, đúng không? Thì nếu chung là nếu bạn thấy video này hữu ích cho bạn ấy, đừng quên là like như đăng ký kênh ủng hộ cho mình, đúng không? Còn bây giờ mình xin chào và hẹn lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào nhé.